Gọi cho Azi bình oxy cái. Catherine mạnh rồi, Catherine 16 rồi. Uầy. AD có 1.16 chứ mấy. Thoải mái mà, nên phải thoải mái mà. Làm có cái game thế nhở. Ít mà 1 giây đã có đồng hồ. À, liệu 1.17 béo đi, béo bệnh đi, béo bệnh đi. Béo bệnh thì sao nhỉ? Bên này toàn thằng là có trình chứ có vẻ nó gà đâu.